tốt hơn cả Viagra, chị em săn ngọc kê tẩm bổ chồng. Chị em tìm đủ mọi cách săn lùng ngọc kê, tinh hoàng gà dù đắt hơn nửa triệu đồng trên ký, để bồi bổ cho chồng như một thứ thần dược phòng the. Than thở với đồng nghiệp rằng chồng thường xuyên hưởng hờ, đặc biệt sau khi chị sinh đứa con thứ hai. Chị Nguyễn Thị Phượng, Ba Đình, Hà Nội, được Mách Nước mua ngọc kê bồi dưỡng, bảo đảm chồng ăn xong sẽ không thể từ chối. Chồng tôi không uống rượu, cũng không nghiện thuốc lá hay chất kích thích nào, nhưng anh ấy thường lảng tránh, khi gần gũi thì không mấy hào hứng. Tôi nghi ngờ chồng có bồ nhí, nhưng theo dõi thì không phải, chị Phượng tâm sự. Chị đồng nghiệp rỉ tai, đi ngang ra chợ, mua lấy một lạng ngọc kê về làm cho chàng ăn thử một bữa, kết quả sẽ bất ngờ. Đi đến tận hàng gà thứ tư, gần cuối chợ, chị mới mua được 2 lạng ngọc kê với giá 70.000 đồng trên một lạng. Mới đầu đến hỏi mua, tôi cũng hơi xấu hổ, xong các bà bán hàng cười phá lên, bảo sao phải hỏi nhỏ thế. Loại này nhiều chị U40, 50 mua về cho chồng, chị Phượng chia sẻ. Chị cũng cho biết, gần 3 tháng nay, ngoài các món thông thường, tối nào chị cũng đem ngọc kê hấp hoặc xào nhạt với hoa thiên lý hay dứa cho chồng ăn thêm. Thấy vợ vất vả nấu nướng, chồng tôi đáp lại nhiệt tình nên đời sống vợ chồng cải thiện đáng kể, chị hào hứng. Không bị yếu khoảng ấy như chồng chị Phượng, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Long và chị Hoàng Bích Hạnh, Kim Lũ, Hà Nội, cũng lựa chọn ngọc kê như thần dược cứu tinh cho vấn đề nan giải của gia đình. Vợ chồng tôi kết hôn được gần 2 năm rồi mà chưa có con. Đi khám, bác sĩ bảo chồng tôi bị tinh trùng yếu, cần điều trị lâu dài. Tôi đã nói với mọi người là đang kế hoạch để giữ thể diện, chứ cũng sốt ruột tìm cách chữa, chị Hạnh cho biết. Thế nhưng khi mẹ chồng phát hiện ra bí mật, chị Hạnh được bà dắt đến một thầy lang quen ở quê. Ông lang ngồi cho thuốc bắc uống, còn khuyên chị mỗi ngày dùng ngọc kê tần với lá hẹ cho chồng tẩm bổ. Đặc biệt phải dùng của gà ta tươi ngon mới có tác dụng. Nghe lời thầy thuốc, sáng nào chị Hạnh cũng dậy thật sớm đi chợ mua ngọc kê tươi với giá khoảng 70.000 đồng trên một lạng. Được khoảng 5 đến 6 quả nhỏ, chị mang về tẩm ướp, cho vào nồi thủy tinh cao cấp hầm khoảng 30 phút cùng lá hẹ rửa sạch. Đến khi ngọc kê nửa bung, lá hẹ như ngấm vào từng hạt vừa là. Đến khi ngọc kê nửa bung, lá hẹ như ngấm vào từng hạt là vừa ngon. Lúc đầu ông xã chê, nhưng càng ăn lại càng nghiện. Sang tháng, chúng tôi đi khám lại xem tình hình thế nào. Chỉ cực mỗi việc phải dậy sớm tìm mua ngọc kê tươi, nhưng nếu có hiệu quả thì cũng bỏ công, chị Hạnh vui vẻ. Gà cũng yếu thì lấy đầu tác dụng bổ thận tráng dương. Trước đó, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho hay, việc dùng tinh hoàng gà hoàn toàn vô nghĩa trong việc cải thiện chuyện phòng the, cũng như bài toán đi tìm chất lượng con giống. Theo lý giải của bác sĩ Hướng, gà thuộc nhóm lông vũ, rất yếu, không có máy sinh lực trong hoạt động tình dục, nên không thể giúp con người cải thiện chuyện ấy. Theo tập quán sinh hoạt và sức khỏe của loài gà, nhu cầu sinh hoạt tình dục của chúng không đáng kể, vài tháng một lần. Do đó, hoạt động tuyến sinh dục và khả năng sinh tinh rất kém, không thể trợ giúp cho con người trong việc điều trị yếu sinh lý hay sinh tinh. Bác sĩ Hướng giải thích, thay vì đặt hết niềm tin vào các thực phẩm không có tác dụng như mong muốn, bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng khuyên mọi người hãy đến khám và tư vấn từ những bác sĩ có chuyên môn để việc điều trị được hiệu quả và không mất nhiều thời gian, và không muốn mất nhiều thời gian kẻo cái tuổi nó đuổi xuân đi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nếu trước cửa hay trong vườn nhà có cây này, tốt nhất hãy chặt ngay cho lên. Đều là cây xanh, nhưng có những loại cây bạn tuyệt đối không nên trồng trong khuôn viên nhà mình. Đặc biệt là một số loại cây dưới đây. 1. Cây dâu. Theo quan niệm dân gian, cây dâu
Cành dâu được dùng để xua đuổi tà ma, thế nhưng nó không được khuyến khích trồng trong vườn nhà, đặc biệt là trước cổng nhà. Nguyên nhân là bởi trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tan, cùng âm với tàn ma, tàn tốc, có liên quan đến chết chóc bất hạnh, không mang lại may mắn. 2. Cây liễu là loài cây dễ sống, nên liễu được chọn để trồng khá nhiều ở những nơi công cộng. Vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho gia chủ. Liễu thường gắn với những điển tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà, nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm, có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương. Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dụ dẫn ma quỷ, tà khí vào nhà, theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách. Thực ra, bách là loài cây mang ý nghĩa rất hay, đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại chọn loại cây này để trồng cạnh mộ phần, nên nó bị dán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loại cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa. Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loại cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loại cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất, nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng. Với những cái gai nhọn hắt, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích các chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc, ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bị những bệnh này, đừng mua thuốc tây. Không cần tới bác sĩ mà hãy dùng quả khế là khỏi. Quả khế, thần dược cho sức khỏe mà ít ai biết để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh. Quả khế chứa một tác nhân kháng khuẩn, có thể chiến đấu với các loại khuẩn như Microbia, Bacillus coriacus, E. coli, Salmonella typhus. Mỗi quả khế trung bình chỉ chứa khoảng 30 calo, nhưng lại chứa rất nhiều chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa và flavonoid. Do đó, khế là một loại quả lý tưởng cho những ai muốn giảm cân mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng, lại có làn da đẹp mịn màng trẻ trung, tránh táo bón. Lợi ích từ khế. Chất xơ tự nhiên. Khi ăn khế, hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện nhờ thành phần chất xơ tự nhiên có trong loại quả này, giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong khế cũng giúp duy trì trọng lượng lý tưởng, ngăn chặn sự hấp thu cholesterol từ thức ăn ở ruột, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Vì chất xơ có lợi bảo vệ màng nhầy trong ruột già và quét đi các chất độc hại. Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong quả khế còn có khả năng phòng chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, ngừa bệnh tim mạch. Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món canh chua. Chứa các chất pectin. Nhờ có thành phần pectin trong quả khế mà khi chúng ta ăn thường xuyên có thể hạ thấp mức cholesterol trong cơ thể. Đặc biệt ở phụ nữ có thai, pectin còn có tác dụng ngăn ngừa viêm gan. Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ngoài ra và giúp tổng hợp collagen. Đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô. Khế có hàm lượng chất chống oxy hóa và chất flavonoid cao, rất có lợi cho việc bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng viêm do gốc tự do gây ra. Vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên, có lợi cho cơ thể,
làm tăng miễn dịch của cơ thể trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh. Các chất chống oxy hóa cũng có lợi trong việc ngăn ngừa ung thư, cũng như loại bỏ một loạt các chất độc có hại cho cơ thể, đồng thời giúp hấp thu chất sắt, hỗ trợ sự phát triển của xương, răng, tóc, móng tay và chăm sóc da, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Khế còn chứa các vitamin A, B5 giúp quá trình trao đổi chất hoạt động trơn tru và suôn sẻ hơn. Ngoài ra, khế còn là nguồn vitamin B9, acid folic giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, làm giảm lượng cholesterol. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại đáng sợ của quả dứa có thể bạn không ngờ tới. Dứa là loại quả rất bổ dưỡng, tuy nhiên khi ăn dứa lại phải rất thận trọng, bởi dứa có thể gây nên chứng ngộ độc hay còn gọi là dị ứng rất nguy hiểm. Dứa là loại quả ngon, bổ dưỡng được yêu thích trong mùa hè. Dứa có nhiều chất dinh dưỡng, muối khoáng, vitamin và nhiều chất quý, đặc biệt là glucid, canxi, phốt pho và vitamin C. Về thành phần hóa học, trong 100g dứa ta có 90,5g nước, 0,8g fructose, 1g axit hữu cơ, 6,5 glucose, 15mg canxi, 17mg phốt pho, 0,5mg sắt, 24mg vitamin C và các loại vitamin khác như vitamin B1, B2, PP, carotin. Trong quả dứa có chứa enzyme bromelain hay bromelain có thể phân hủy protein thành các axit amin. Chính vì thế, quả dứa được tận dụng để ướp thực phẩm cho chống dừa. Tuy nhiên, những enzyme này quý hơn nhiều so với công dụng mà người ta thường biết. Đã có công trình nghiên cứu cho thấy enzyme của quả dứa có khả năng chữa bệnh tim, do có thể làm tăng máu tụ dẫn đến cơn đau tim. Những người bị cao huyết áp nên ăn dứa để tránh nguy cơ tụ máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Bromelain còn có tác dụng làm giảm sự di căn của ung thư, kết hợp với các biện pháp hóa trị hay xạ trị khác. Chính vì thế, trong công nghiệp dược phẩm, người ta thường chiết xuất bromelain từ vỏ và lõ dứa để đưa vào thành phần thuốc điều trị ung thư. Có thể thấy, dứa là loại quả rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, khi ăn dứa lại phải rất thận trọng, bởi dứa có thể gây nên chứng ngộ độc hay còn gọi là dị ứng rất nguy hiểm. Nhiều trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. 1. Nguyên nhân gây dị ứng ngộ độc dứa. Nguyên nhân gây ra dị ứng ngộ độc dứa là do một loại nấm độc Candida tropicalis thường gặp trên mặt đất ẩm. Loại nấm này phát triển mạnh về mùa hè, trùng với mùa dứa chín. Do cây dứa mọc thấp, quả dứa nằm gần kề mặt đất. Thêm nữa, vỏ dứa xù xì, mắc ăn sâu vào thân quả nên mầm càng dễ bám. Trong quá trình thu hái, vận chuyển quả dứa cũng thường được đổ đóng dưới đất. Nếu quả nào bị dập, ung thối, nấm Candida có thể xâm nhập và phát triển bên trong, làm một số người ăn phải sẽ mắc bệnh. 2. Những biểu hiện dị ứng ngộ độc dứa. Người bị dị ứng ngộ độc dứa thường có những biểu hiện sau: nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng quằn quại, ngứa ngáy toàn thân, miệng lưỡi tê dại, khó thở, nổi mề đay, gây sốc. 3. Xử lý tại nhà khi bị dị ứng ngộ độc dứa. Trong trường hợp bị dị ứng ngộ độc nhẹ, có thể xử lý tại nhà bằng cách gây nôn cho người bệnh. Dùng tay ngoáy họng cho nôn ra hết chất độc vừa ăn phải, sau đó cho người bệnh uống siro PK với liều lượng người lớn từ 15 đến 30ml, trẻ em từ 1 đến 12 tuổi 5ml. Cần cho uống than hoạt tính để giải trừ hết chất độc của dứa còn sót lại trong cơ thể. Lấy 20g pha trong 200ml trước uống một lần, uống nhắc lại sau 2 giờ với liều lượng 100g ở người lớn, 25 đến 30g ở trẻ em.
Trong trường hợp bị khó thở, suy hô hấp, cần đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế. 4. Cách ăn dứa an toàn. Chọn mua dứa tươi và lành lặn, không bị dập nát. Gọt bỏ hết vỏ và mắt dứa. Nếu ăn dứa trực tiếp, ăn sống, thì cần cắt nhỏ miếng dứa rồi ngâm vào nước muối nhạt chừng 10 phút để loại bỏ nấm độc. Đồng thời ức chế enzyme phân giải protein khiến người ăn không bị rát lưỡi. Đối với người có cơ địa mẫn cảm hay bị dị ứng và trẻ em nên ăn dứa đã xào, nấu vì khi xào nấu dưới tác động của nhiệt, khả năng gây dị ứng của dứa không còn nữa. Không nên ăn dứa khi đói vì các axit hữu cơ của dứa và bromelain tác động mạnh vào dạ dày, ruột, gây nôn nao khó chịu. Người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu, chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết không nên ăn dứa. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm chết người khi ăn trứng vịt lộn, nhưng nhiều người mắc cần bỏ gấp kẹo hối không kịp. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm bổ dưỡng càng ăn sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, thực sự thì bất cứ cái gì cũng vậy, nếu lạm dụng nó sẽ gây tác dụng ngược. Với trứng vịt lộn, nó không chỉ là hàm lượng cholesterol cao hay đầy bụng, khó tiêu, mà còn là chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng. Do đó, đừng để ngon miệng mà hại thân nhé. Dinh dưỡng từ trứng vịt lộn. Bên cạnh các dưỡng chất như 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212g phospho, một quả trứng vịt lộn còn chứa tới 600mg cholesterol, cao gần gấp 3 lần một quả trứng gà. Điều đó có nghĩa là nếu ăn hàng ngày, nó sẽ dễ gây ra các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ do dư thừa lượng cholesterol. Đặc biệt, người đang mắc các bệnh này dễ bị nặng hơn, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Riêng với trẻ em, hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong trứng dễ dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu. Trẻ dưới 5 tuổi càng khó tiêu hơn nữa. Việc này dẫn đến trẻ biết ăn do lúc nào bụng cũng ở trong trạng thái lưng lưỡng. Cũng vì những lý do trên, tiến sĩ Mai khuyên rằng với người trưởng thành, một tuần cũng chỉ nên ăn 2 quả. Còn với trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn 1/2 quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1 đến 2 lần là đủ. Dễ thừa vitamin A. Việc hạn chế ăn trứng vịt lộn không chỉ bởi nó có hàm lượng cholesterol cao, mà còn vì chế độ dinh dưỡng của chúng ta cần phải phong phú với các loại thực phẩm. Nếu không, dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, tiến sĩ Mai cũng cho rằng trong trứng vịt lộn có khá nhiều vitamin A, nên nếu ăn thường xuyên dễ dẫn đến thừa loại vitamin này với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, khô da. Bên cạnh lưu ý trên, theo tiến sĩ Mai, chúng ta cũng không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì nó dễ gây cảm giác ấm ếch, khó ngủ. Do đó, loại trứng này chỉ thích hợp ăn vào buổi sáng. Khi ăn, bạn nhớ ăn kèm thêm rau răm với gừng. Gừng sẽ giúp kích thích tiêu hóa, còn rau răm thì làm ấm bụng. Tuy nhiên, nếu đang mang thai ở 3 tháng đầu thì bạn nên hạn chế ăn rau răm vì nó có thể gây ra hiện tượng bong, sảy thai. Ăn như thế nào để có lợi cho sức khỏe? Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, tránh ăn vào buổi tối vì hàm lượng dinh dưỡng trong đó cao, do vậy là món ăn khó tiêu. Nếu bạn ăn trứng vào buổi tối, khi đi ngủ sẽ bị khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, không tiêu hóa được. Vì là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng, nên việc ăn trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Mỗi người lớn khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn 2 trứng vịt lộn mỗi tuần. Những người bị tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút, nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn, tránh tắc nghẽn động mạch,
tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Phụ nữ có thai, ăn trứng vịt lộn không nên dùng với rau răm vì dễ gây chảy máu, sảy thai. Khi ăn trứng vịt lộn thường kèm với rau răm và gừng. Bởi theo đông y, rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn. Rau răm còn có tác dụng làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân cốt, tránh lạnh bụng, dài nắng. Do vậy, điều mà ai cũng thấy đó chính là rau răm sẽ giúp cho người ăn trứng vịt lộn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn có khả năng giảm bớt ham muốn tình dục, đem tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, mạch tim, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục. Dùng ăn để kích thích tiêu hóa, chữa dạ dày lành, đầy hơi đau bụng, kém ăn, co gân, chuột rút tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng mùi tàu theo cách này, sỏi trong thận có thể sẽ đào thải hết ra ngoài sau 7 ngày. Chữa sỏi thận bằng bài thuốc dân gian không thể không nhắc tới công dụng và bài thuốc chữa trị hiệu quả từ rau mùi tàu. Sỏi thận là sự lắng đọng, những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu. Vì một lý do nào đó đã kết tinh, lắng đọng lại và tạo sỏi trong thận. Tùy thời gian, vị trí và độ lắng đọng mà kích thước sỏi lớn hay nhỏ khác nhau. Nước từ mạch máu ngấm qua tế bào thận, bài tiết nước tiểu qua ống thận vào lòng thận, theo ống bài tiết xuống bàng quang và thoát ra ngoài. Sỏi hình thành di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu và được gọi là sỏi thận, sỏi niệu quản hay sỏi bàng quang. Tuy nhiên, do cấu tạo của thận có nhiều ngóc ngách, khe kẽ mà độ lắng đọng lớn hơn khiến dễ bị sỏi hơn cả. Quá trình hình thành sỏi không có triệu chứng rõ rệt nên bệnh nhân thường không nghĩ mình sẽ bị sỏi thận. Chỉ đến khi sỏi gây đau đớn hay đi tiểu ra sỏi mới biết. Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, do uống thuốc, sữa bổ sung canxi. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi nhận thấy một trong các triệu chứng dấu hiệu sỏi thận. Triệu chứng của bệnh sỏi thận thường không rõ rệt. Triệu chứng của bệnh sỏi thận: đau, đau dữ dội, đau thường khởi phát từ các điểm niệu quản, lan dọc theo đường đi của niệu quản xuống phía gò mu, cũng có khi đau xuyên cả ra hông, lưng, có khi buồn nôn và nôn. Đau âm ỉ, gặp ở những trường hợp sỏi vừa và thậm chí lớn, nhưng nằm ở vị trí bể thận. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái máu là biến chứng thường gặp của sỏi thận, tiết niệu, nhất là khi sỏi đang di chuyển bên trong niệu quản, gây đau kèm đái máu. Đái bút, đái rắp, đái mũ, khi có nhiễm khuẩn tiết niệu, nó tái phát nhiều lần, có thể đái ra sỏi. Sốt, người bị bệnh sốt cao, rắc run kèm theo triệu chứng đau hông, lưng, đái bút, đái rắp là dấu hiệu của viêm thận, bể thận cấp. Các dấu hiệu tắc nghẽn đường niệu, đái tắc từng lúc hoặc hoàn toàn. Bài thuốc trị sỏi thận từ lá mùi tàu. Mùi tàu có tác dụng trị sỏi thận rất tốt. Trong đông y, mùi tàu hay còn gọi là ngò gai, có vị đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, kiện tỳ, kích thích tiêu hóa, khử mùi hôi hiệu quả. Đặc biệt, dùng cây mùi tàu để chữa bệnh sỏi thận có thể loại bỏ được sỏi ra ngoài cơ thể rất hiệu quả mà có thể không cần phẫu thuật, được áp dụng phổ biến trong dân gian và rất an toàn. Theo Lương Y Trọng Đức, Học viện Y Dược Cổ Truyền, thì bài thuốc từ mùi tàu này có thể đào thải sỏi thận ra ngoài qua đường tiểu sau 7-9 ngày sử dụng liên tiếp. Nguyên liệu: lá mùi tàu 1 nắm, nước 3 bát, nồi sắt. Cách làm: lá mùi tàu đem hơi lửa cho héo, bỏ lá mùi tàu vào ấm áp, đổ 3 bát nước, sắp khi nào còn 1 bát thì ngắt bếp. Cách dùng:
chia bát nước thành 3 phần, uống làm 3 lần trong ngày. Uống trước bữa ăn là tốt nhất. Chú ý, dùng bài thuốc này liên tục, đối với nam thì uống 7 ngày, đối với nữ uống 9 ngày. Sau thời gian uống lá mùi tàu, tỏi to sẽ được đào thải ra ngoài thông qua việc đi tiểu, còn sỏi nhỏ thì sẽ tự tiêu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng ít biết của củ ấu xấu xí. Củ ấu không chỉ là món ăn dân dã mà còn có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Vào những ngày tiết trời se lạnh, thứ đồ ăn vặt dân dã như củ ấu lại được bán dọc với các tuyến đường hay ở một số chợ. Nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng ruột củ ấu lại trắng, thơm và bùi. Củ ấu có tên khoa học Trabacochichisinetlau, thuộc họ ấu, hay còn gọi là ấu trùi, ấu nước, hạt dẻ nước. Nhiều người còn quen gọi ấu là quả sừng trâu. Đây là loại thực vật thủy sinh, mọc trong ao đầm, thân ngắn có lông. Các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá, trong củ ấu có nhiều giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe như nhiều glucid, đường gluco, protein. Trong 100g củ ấu có khoảng 48,2g đường, 3,4g protein, 32,1g chất bột đường, 3,3g đường, 17,6mg canxi, 0,4mg kẽm, 0,7mg sắt, 0,8mg natri, 468mg kali và khoảng 730 calorie. Trong đông y, củ ấu vị ngọt, tính mát, vào tùy vị. Các thành phần của cây củ ấu đều được coi như một vị thuốc. Thân cây vị ngọt chát, tính bình, có tác dụng tiêu viêm giải độc. Củ ấu có tác dụng ích khí tiện tỳ, thanh thử giải nhiệt, lương huyết, trừ phiền chỉ khát. Củ ấu non ăn sống có tác dụng chống nóng, chống nắng, giải độc, xây rượu, trừ rôm sảy. Loại củ ấy già rất tốt cho trường hợp tỳ hư, tiết lã, kinh nguyệt quá nhiều, trị xuất huyết, chống suy nhược. Nhiều bài thuốc đã sử dụng nguyên liệu từ củ ấu để chữa trị bệnh một cách hiệu quả. Chẳng hạn, trị bệnh trĩ, vỏ củ ấu sấy khô, đốt toàn tính, tán thành bọt, trộn đều với dầu mè, bôi hạt đắp. Trị mụn nhọt, trẻ nóng lực hay bị nổi ghẻ nhọt, trong dân gian thường lấy nguyên củ ấu đốt thành than, thêm ít chu sa, băng phím nghiền thành bột, rồi trộn với nước sôi để nguội cho sền sệt. Hàng ngày lấy hỗn hợp đó bôi lên chỗ ghẻ nhọt sẽ hết xương, đau, ngứa. Cùng với đó, lấy ruột ấu nấu cháo cho trẻ ăn, ghẻ nhọt sẽ càng mau hết. Trị viêm loét dạ dày. Thịt ấu 30g, hoài sơn 16g, táo đỏ 16g, bạch cập 10g, gạo nếp 100g. Cho tất cả vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ để nấu cháo nhừ. Khi ăn cho 20g mật ong trộn đều. Đây cũng là món ăn tốt cho những người bị ung thư dạ dày. Môi khô, ngủ không ngon giấc. Thịt củ ấu tươi 50g, đĩa cốt bì 20g, cau kỷ tử 10g, hoàng cầm, can thảo sắc lên uống, ngày 2 lần, uống khoảng 1 tuần. Các chuyên gia lưu ý rằng, dù củ ấu là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với nhiều công dụng tốt, song để tận dụng được công dụng của củ ấu, bạn cần lưu ý. Không nên ăn quá nhiều một thời điểm vì củ ấu có tính mát, dễ gây ra tình trạng đầy hơi, trướng bụng và đau bụng. Có thể dùng 50-200g một ngày dưới dạng ăn sống hoặc nấu canh, cháo. Ăn nhiều sẽ gây trệ khí, do đó những người có u cục ở ngực, bụng cần thận trọng khi ăn. Người tỳ vị hư nhược, đại tiện tiêu lỏng không nên dùng dạng sống. Sau khi ăn củ ấu không nên uống nước liền vì sẽ có cảm giác khó chịu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.
điều kỳ diệu xảy ra khi uống rượu ổi mỗi ngày. Ổi là loại quả rất giàu vitamin C, khi ngâm cùng rượu sẽ có hương vị thơm ngon, đặc trưng và mang lại nhiều tác dụng như giảm mỡ máu, tốt cho hệ tiêu hóa. Quả ổi chứa ít chất béo bão hòa và có tỷ lệ vitamin C rất cao. Mỗi 100g chứa 486mg vitamin C. Vitamin C tập trung cao nhất ở phần vỏ ngoài. Càng gần lớp vỏ ngoài, lượng vitamin càng cao. Ngoài vitamin A, C, quả ổi còn có quercetin, một chất có tính chống oxy hóa cực mạnh, có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng trong nhiều chứng viêm nhiễm mãn tính như xuyễn, dị ứng, tim mạch, thấp khớp, lửa loét, ung thư. Uống rượu ngâm ổi mỗi ngày có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong máu, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ hệ tim mạch của cơ thể. Rượu ổi có tác dụng đặc biệt hiệu quả trong việc trị các bệnh về đường ruột như đầy hơi, đầy bụng, ợ chua, rối loạn tiêu hóa, kém hấp thụ. Bên cạnh đó, rượu ổi còn giúp hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, một hoạt chất cần thiết để cho làn da căng mọng, củng cố độ bền cho khớp xương sườn, thấp khớp. Cách ngâm rượu ổi. Chuẩn bị: ổi để ngâm là ổi găng, hạt ổi mỡ, không nên chọn các loại ổi khác để ngâm. Chọn quả chín, sáng màu, không bị dập nhũn, thâm vỏ. Chọn ổi chín mà vẫn chắc tay, da căng sáng bóng thì rượu ngâm sẽ rất ngọt thơm. Rượu ngâm là rượu trắng, ngon nhất, nên là rượu nếp có nồng độ từ 35 đến 38 độ. Đường phèn sạch. Thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu để khô ráo nước. Dùng dao cắt bỏ cuống và nấm quả. Có thể gọt bỏ vỏ hoặc để cả vỏ ngâm rượu. Có thể chọn cách ngâm nguyên quả hoặc bổ đôi để rút ngắn thời gian ngâm. Cho ổi vào bình ngâm cùng rượu và đường phèn theo đúng tỷ lệ: 1 ký ổi với 1 lít rượu và 300g đường phèn. Đậy kín nắp bình rượu ổi ngâm để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C. Cách dùng: với loại rượu ổi ngâm nguyên quả thì sau 2 tháng có thể sử dụng, loại quả bổ đôi thì chỉ sau 1 tháng là dùng được. Rượu ổi càng để lâu, uống càng ngon. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần một chén nhỏ trong bữa ăn. Không nên dùng quá liều, sẽ phản tác dụng. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tác hại đáng sợ của rau má mà bạn chưa hề biết. Rau má quả thực có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu không sử dụng đúng hoặc quá lạm dụng cũng đem lại những hậu quả vô cùng đáng sợ cho sức khỏe. Rau má vốn được coi là thực phẩm lành tính nên được sử dụng trong việc chế biến thức ăn và nước uống giải khát rất phổ biến. Hơn nữa, loại rau này chưa được trồng phổ biến, vẫn còn là rau mập hoang nên nhiều người cho rằng chúng rất an toàn khi sử dụng. Rau má quả thực có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu không sử dụng đúng hoặc quá lạm dụng cũng đem lại những hậu quả vô cùng đáng sợ cho sức khỏe. 1. Lợi ích của rau má. Rau má không chỉ bổ dưỡng mà còn có nhiều dược tính. Ngay từ xa xưa, người dân đã biết sử dụng loại rau này như một vị thuốc chữa bệnh. Theo đông y, rau má có vị đắng, tính mát, tác dụng giải nhiệt, giải độc, sửa mụn nhọt, vàng da, vàng mắt, sốt, lên sưởi. Loại rau này còn được dùng để hạ huyết áp, giúp lưu thông máu, nhất là ở những vùng tĩnh mạch và mao mạch. Rau má còn có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Các thầy lang ngày xưa dùng rau má để chữa các bệnh như vẩy nến, eczema, nhiễm trùng đường hô hấp, mệt mỏi, sốt, cảm lạnh, viêm gan, động kinh và cả bệnh giang mai. Theo y học hiện đại, rau má có thể sử dụng để chống lại sự lão hóa của da, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da. Vì vậy, có thể dùng chiết xuất của loại rau này trong những ứng dụng làm đẹp. Ngoài ra, rau má còn có thể dùng để chống loét dạ dày,
kháng virus, kháng nấm. Thừa kế những nghiên cứu của y học cổ truyền, ngày nay người ta nhận thấy rau má có thể sử dụng làm giảm sưng, giúp lưu thông máu trong cơ thể, dùng để điều trị rất tốt trong các bệnh giãn tĩnh mạch, suy tĩnh mạch. 2. Tác hại khi lạm dụng rau má. Rau má tuy là thực phẩm lành tính nhưng cũng có dược tính cao, vì thế không thể lạm dụng khi sử dụng. Nếu dùng nhiều rau má sẽ dẫn đến hậu quả xấu sau đây. Ảnh hưởng đến tiêu hóa. Rau má có tính hàn, có thể gây lạnh bụng, tiêu chảy nhẹ. Rau má thường được uống sống, nên quá trình chế biến nếu không đảm bảo vệ sinh cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa cho người dùng, giảm khả năng mang thai và tăng nguy cơ sảy thai. Phụ nữ nếu dùng rau má lâu ngày có thể làm giảm khả năng mang thai. Loại rau này cũng gây nguy cơ sảy thai nếu sử dụng trong thai kỳ. Vì thế, phụ nữ đang trong thời kỳ sinh nở và phụ nữ có thai không nên dùng nhiều loại rau này. Làm tăng cholesterol và lượng đường trong máu. Rau má làm tăng lượng cholesterol và lượng đường trong máu. Vì vậy, những người có cholesterol cao và bệnh tiểu đường nên tránh lạm dụng sử dụng rau má quá nhiều. Không chỉ vậy, đối với người đang có hai bệnh trên, dùng rau má cùng với uống thuốc điều trị có thể làm giảm hiệu quả của insulin và thuốc tiểu đường uống khác, cũng như các thuốc hạ cholesterol. 3. Học viện Y tế tại Hoa Kỳ và châu Âu đã đưa ra khuyến cáo rằng rau má mặc dù an toàn nhưng không nên sử dụng quá 6 tuần mà không có chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, những người mắc bệnh gan hoặc có tiền sử các bệnh tổn thương da, ung thư không nên dùng. Lượng dùng cho một ngày của một người bình thường được các nhà khoa học khuyên dùng là một cốc nước rau má, tương đương 40 gram rau má trở lại. Tuy nhiên, không nên dùng liên tục quá một tháng nếu muốn liên tục. Nếu muốn tiếp tục dùng thì nghỉ tối thiểu nửa tháng rồi mới dùng lại. Phụ nữ có thai không nên dùng rau má hằng ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cho mì chính vào món ăn. Hãy tiếp tục nếu muốn đùa giỡn với tính mạng của bạn và gia đình. Khá nhiều dịch vụ ăn uống sử dụng mì chính đánh lừa miệng của khách hàng. Trong khi đó, tác hại từ việc sử dụng mì chính quá liều rất khó lường và tổn thương não bộ ghê gớm. Mì chính, hay còn gọi là bột ngọt, giúp thức ăn trở nên ngọt ngào, hấp dẫn hơn, nhưng bản thân nó không hề có giá trị dinh dưỡng, thậm chí còn gây hại nếu lạm dụng quá mức. Theo thạc sĩ Lưu Thủ Nghị, Đại học Nam Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh, mì chính là muối của axit glutamic, rất có tác dụng trong việc truyền tín hiệu của thần kinh. Dùng nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động của não, mất trí nhớ, làm tiêu hao B6, dễ gây những cơn động kinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Di Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng dùng quá nhiều mì chính sẽ gây rối loạn hoạt động não, dẫn đến suy thoái não, chưa kể gan và thận do phải làm việc cật lực để phải hồi độc chất axit amin có trong mì chính, dẫn đến sự suy yếu và gây nhiều rối loạn. Ăn quá nhiều mì chính còn gây ra các triệu chứng như nóng ran sau gáy, choáng váng, nhức đầu, khô cổ, nhiều đờm, khó chịu. Các cơn hen có thể xuất hiện khoảng 12 giờ sau khi dùng mì chính. Nhiều người sau 30 phút sử dụng quá nhiều mì chính sẽ gây nên cơn trầm cảm với nhiều biểu hiện khác nhau như căng thẳng, hoa mắt, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, ủ rũ, những cơn bốc nóng sau gáy bất thường. Ngoài ra, những người có thể trạng nhạy cảm hay bị nhức đầu, đỏ mặt, đau gáy, nôn mửa, người mắc bệnh hen suyễn, cao huyết áp, thận, tim và trẻ em không nên sử dụng mì chính vì cơ thể sẽ có những diễn tiến xấu. Với những người mắc bệnh lý nói trên sẽ khiến bệnh nặng hơn, còn với trẻ em ăn mì chính sẽ làm thay đổi khẩu vị và gây nghiện mì chính khi không có gia vị này. Trẻ sẽ không ăn, vô tình gây độc cho não của các bé. Ngoài ra,
Với các món chua, món ngọt không nên cho mì chính, sẽ làm mất độ chua, độ ngọt đúng vị của món ăn. Cũng không nên dùng mì chính với các món trứng, vì trong trứng có nhiều bột và khi kết hợp với muối natri clorua rồi đun nóng sẽ tạo ra thứ mì chính tinh khiết, giúp trứng có hương vị thơm ngon. Do đó, cho mì chính vào trứng sẽ gây nên tình trạng thừa mì chính và gây hại cho sức khỏe.